con thấy vợ con tấn công con quá. Ừ. Cái lúc đó trời trời có nào bà này có bê đê không trời? Trời trời có nào bà này có bê đê không trời? Tại lúc đó vợ con nói chuyện thèn lắm. Cái nó mò mình, cái mình giật cái tay nó lại. Cái anh chả mới nói gì nè. Bò không à, không có làm gì hết trơn á, bò thôi. Không có làm gì hết trơn á, bò thôi. Cái em mới nói, khỏi. Mò thôi không làm gì hết thì khỏi. Còn này mới cưới có 1 tháng trời về à. Điện tắt xong chụp hình của karaoke được không? Là thấy máu dồn lên não rồi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, mọi người hay gọi con với nickname là Kim Kabi. Gái Nhật đó. Gái Nhật đó. Mẹ ta gì sao rồi? Hiện tại con đang sống và làm việc ở Long Xuyên, An Giang. Công việc của con là online, kinh doanh online. Rồi. Mời ông xã. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Hoàng Hải, năm nay 30 tuổi. Hiện tại con đang ở cùng bà xã Long Xuyên. Con đang công việc con là giám đốc chiến lược kinh doanh cho vợ con. Cùng làm chung làm đó. Thôi giờ nè, kể cho chú Bin đi, cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đâu và ấn tượng gì về nhau nè, gái Nhật đó. Tụi con gặp nhau ngay trong cái giai đoạn mà cũng là mùa dịch. Cái bắt đầu giống như là dịch, cái mình cũng buôn bán cũng có chậm, vận chuyển nó cũng hơi chậm á. Cái bắt đầu rảnh rỗi xin ông nổi. Cái mới lên mạng tìm tay đánh game. Thì vô tình con đăng story. Cái bắt đầu cái ổng mới vô đánh ké, xin đánh ké. Chơi chung cái thấy cũng hợp gơ. Cái bắt đầu kéo nhau về uống cà phê, ăn chơi luôn. Chơi xong rồi cái bắt đầu kéo nhau nhậu. Ủa lúc đó là dịch mà có thể tụ tập được luôn. Mới có bùng dịch thôi chứ nó chưa có chỉ thị 16. Cho nên là tụi con chơi xong cái có mấy đứa em á, mấy đứa em nó tụ lại nó nhậu. Cái dắt xe ra về có mấy đứa hỏi nhậu không chị hai? Mà mình thì nào giờ mình không có nhậu. Nhưng mà giống như mình cái mình gặp được với mình phái. Cái mình gặp được với mình phái. Phái nha. Ở lại nhậu cho vui này kia nọ cũng chịu luôn. Mà cái phe của em con á thì nó cũng mười mấy người luôn. Vậy đó mà ổng sắp vô ổng cũng hòa nhập rất là nhanh. Nhưng mà mình ấn tượng nha. Không có nói chuyện, mình chọc mình ghẹo mình bông đùa cái mình anh với mình nhắm ngồi nè cũng kiểu mà nó có vô không? Không trời ơi nó vô mình đâu có lấy nó đâu. Cười cười thôi mà mình chọc mình ghẹo cái mình như là mình tấn công rồi đó em ghê. Cười cười thôi mà. Nhưng mà con là con nghĩ anh này rồi con kiểu như con chọc ghẹo nhưng mà ảnh không có gọi là không có ghẹo lại. Anh vẫn im lặng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật ra không phải là mình phái mà mình chọc mà là cái tính của con hay kiểu cà rỡn á. Xong rồi cái mình thấy kiểu cũng ga lăng lắm nha. Hết mồi hết bia là ha. Hiện cứ dèo rồi TikTok đi mua ha. Là nó tự bỏ tiền ra nó mua đúng nó mang rồi, về luôn. Giống như là xông xáo lắm thả con bắt con tôm rồi đó. Rồi hôm đó là nó tấn công con vậy mắc gì sao con không có cởi mở con nói chuyện mà con vẫn im lặng vậy? Tại vì thường thì nam thì mình gặp nữ mà chủ động ngược cái mình hơi bị ghét. Hơi bị ghét. Nhưng mà nó nghe là lần đầu tiên con gặp bé này ở ngoài đời á. Dạ. Con thấy nó làm sao? Dạ là mới đầu gặp vợ con thì con thấy cũng vui. Dạ con vui lắm, hài hước lắm. Tại con cũng mến, cũng thích. Nên mới qua với ga lăng vậy đó phải không? Nó là đi bỏ tiền đã mua đồ, mua ơ đồ đúng không? Rồi đêm qua đó Qua bữa sau không phải cho em hỏi luôn, đêm đó là chưa, chơi tới Chưa. Nó đang kể là bữa sau kìa. Rồi tới bữa sau qua ngày hôm sau cũng chơi game bình thường, cũng nhậu nữa. Mình cũng xỉn rồi, cái bắt đầu là nguyên nhóm ở lại ngủ luôn. Nhưng mà dạng là con ngủ trong phòng với mấy đứa con gái. Còn ổng sẽ ngủ bên phòng chốt đơn với mấy đứa em, bạn của em vậy đó. Xong cái sáng làm vô ngủ không được cái gì á, ông ngủ đi ăn sáng. Cái tự nhiên cái trưa cái em ăn gì không, anh qua chở đi ăn. Rồi cái tối nay nhậu gì ta? Ê nó nghe nè, cái đêm đó con ngủ được không? Dạ đêm nào con cũng ngủ ngon nhưng lại xỉn. Đêm nào con cũng ngủ ngon nhưng lại xỉn. Không, thật sự lúc đó tụi con cũng nhậu tới 3-4 giờ sáng rồi. Là cũng te đầu hết trơn rồi. Con bỏ ngày thứ hai đi, con kể qua ngày thứ ba đi. Có ăn uống rồi có đi chợ đi búa rồi đó. Là bắt đầu cũng nhầm hiểu là coi như là cũng thành một cặp rồi. Chỉ có cái là chưa có hay làm quen nha, hay là hái mình yêu nhau hay là gì không có. Xong rồi cái bữa đó tối nhậu. Tối nhậu xong rồi cái bắt đầu qua ngủ chung luôn. Qua ngủ chung, có ngủ chung với đứa em nữa. Xong cái tự nhiên nó biết điều ghê luôn trời. Thôi em đưa bển ngủ. Không bà ngủ đây đi ha, em đưa bển em ngủ. Nói em nó biết điều đi. Sao con nhỏ đó nó biết điều, dễ thương dễ sợ vậy á. Cái xong cái chồng con á nó qua nó ôm con. Trời ơi con nín thở luôn vậy đó. Nó ôm gì nè. Cái mình cũng nín thở luôn á. Cái xong cái đầu nó mò. Cái nó mò mình, cái mình giật cái tay nó lại. Cái anh chả mới nói gì nè. Mò không à, không có làm gì hết trơn á, mò thôi. Không có làm gì hết trơn á, mò thôi. Cái em mới nói, khỏi. Mò thôi không làm gì hết thì khỏi. Rồi chuyện gì tới nó cũng tới. Con. Dạ. Lúc đó con còn ghén nữa không hay sao mà sao con dạng dữ vậy?
Lúc đó là con thấy là cắn câu rồi, hết gán rồi, con phải tấn công luôn. À, lúc đó thì con sao ta, à, kiểu như là vợ con vậy đó, cái con thấy vợ con tấn công con quá. Cái lúc đó nói, trời có nào bà này có BD không trời? Trời có nào bà này có BD không trời? Tại lúc đó vợ con nói chuyện khàn lắm. Tại con mai chim, kiểu, con mai chim mà kiểu nét nét giống mấy bạn mà BD chuyện giới á, chuyện giới đúng không? Con sợ nó, trời sao thấy tấn công mình quá, còn hỏi mình kêu là mình làm đi kiểu vậy á. Ờ chứ làm đi rồi nghe, tôi chỉ nói mò thì khỏi thôi. Nghe nè, khi con nghe cái câu nói mà mò thì khỏi á, lúc đó con sao? Thì đó thì con mấy chết với bố liền. Con mới cảnh giác nó, trời có nào BD không trời? Vừa khoái mà cũng vừa kiểu sợ mà đó, sao tấn công mình dữ kiểu vậy á. Cái con hay để ý trái cổ dạ. Giấu rồi má. Con có làm bộ kiếm cớ rồi rồi cái cổ không? Có rợ cũng có. Rồi đúng rồi, trời không có nhớ đâu. Con thấy tấn công mà kiểu mình ngạc nhiên luôn. Nam thì tấn công nữ thôi nè. Nữ. Ghê quá ghê. Là hai đứa ở nhau được mấy năm rồi? Tới nay chắc mấy năm ba, rồi? Ba năm. Là bắt đầu ngày thứ ba đó tới bây giờ là hình như là hai vợ chồng con không bao giờ ngủ riêng luôn. Có một đêm ngủ riêng là đêm đó là về làm đám cưới. Là mà nhà ai kiểu nhóm họ là chỉ đêm đó ngủ riêng đó. Nó là kèo trên là nó có ăn hiếp con không? Con có cái biệt danh mỏ hổm á, là tại vì nó cũng xuất phát từ con bị bơm hàng nhiều quá. Cái con mới nóng con mới chửi. Tóm lại là con là cũng là hiện thân của chính nghĩa. Con chửi làm bậy, tức là chửi mà nó vui, nó hài hước. Dạ, là chửi rồi. Sao? Thí dụ như một vài câu cho chú nghe coi. Ví dụ như nè, thằng quay phim này nó bơm hàng con đó. Nhìn nó chửi. Ví dụ như ông nội này ông đặt hàng của con xong phải không? Mà ông hỏi có receipt không cưng. Bộ cái đơn hàng này là bỏ dưới sông rồi tự động nó trôi lại nhà anh hay gì mà ghi ship. Có khi nó đơn giản vậy thôi. Có cái lần bắt tồ với khách luôn, gọi video chửi lộn với nó luôn. Tức là từ đó đó mà bắt đầu con mới mọi người mới chia sẻ gầm gộ và cái mọi người mới biết tới con mỏ hổn. Là cái lần đó sao đâu, con thử làm lại cô coi. Mày mua đồ hình lý thì nó xúc miếng chỉ thì mày lẹm lại đi. Phải chứ mày mua đồ mới á, mày xét nét từng cái. Còn reset hả, thì ví dụ như giờ á, mày chạy đi găng shop mày mua thì mày cũng tốn tiền xăng. Rồi mày cũng hay bắt chạy đi chạy lại đúng không? Còn cái này mày nằm tại chỗ người ta đưa tới tận giường cho mày luôn mà mày đòi reset. Tại vì nó hỏi con gì nè, trời ơi cưng bán đồ 170 ngàn mà cưng còn lấy tiền ship nữa hả? Mà trong khi 170 ngàn đó nó mua được tới 3 món bên con lận. Tức là nó là đồ thanh lý thôi chứ mình cũng mới chín mấy phần trăm, cũng còn mới. Có mà kiểu muốn làm khó con, muốn không bớt tiền này kia nọ thì cũng mới chửi. Chửi xong rồi gọi video làm chấn động tam giới hết trơn. Từ ngày mà cũng như là con quen cũng như là ở chồng con á, là cái tính con nó cũng nhu hẳn ra luôn á. Mà nói nghe nè, vợ con có mê con vậy, con có mê nó không? Dạ con cũng mê, còn hơn vợ con mê con nữa. Thôi mày đừng nói xạo mẹ. Thiệt không? Thiệt không hả? Dạ thiệt. Nó về ở với con đó. Rồi nó có những cái tật nào của nó mà con chịu không có nổi không? Dạ con ghen lắm. Ví dụ một cái trận ghen nào? Ví dụ là đợt đó là đang xây nhà. Rồi vợ con đang ở nhà bên kia. Rồi kiểu con nói vợ đi bính cờ tướng. Rồi đi bính cờ tướng xong rồi cái ông anh bên cũng như bên ngành vậy đó, đang rủ con đi giống như đi trinh sát vậy á. Như có người dân vô vậy đó, không nói vợ con. Giọt qua cao kê giống luôn. Rồi xong hơi vợ hỏi đang đâu, con cũng tình thiệt nghĩ là chắc đi công chuyện với ông anh chứ không có gì. Thầy gọi thấy cao kê ha, vợ con sung mãn lên. Sung thiên đó, sung thiên đó. Sùm trời đất hết. 4-5 tiếng sau mới chạy về. Khai mỏ nó nè, rồi nó chữ dữ không? Sùm hết trơn rồi về, rồi tới nhà hai chồng cãi lộn luôn. Tại vì quen nhau cũng có năm mấy chứ bộ, chứ đâu phải là ít đâu. Não vợ ở nhà với mình không à. Tự nhiên giờ bữa nay mình đặt đi trinh sát, cái mình thì mình đang live stream, cô có hiểu cái cảm giác của đứa đang làm mệt thấy mẹ còn đứa đi chơi không? Cái là mình đó từ kiểu là cũng hơi khó chịu rồi. Chị khó chịu vô cùng đây nè. Cái là tự nhiên mình live stream không nhìn đồng hồ, ủa xong tiếng đồng hồ mà chưa về nữa. Cái mình điện mà não giờ con điện á, chồng điện video chồng con á là chồng con sẽ nghe máy liền. Bất kể luôn là nó sẽ như vậy. Còn này mới cưới có 1 tháng trời về à, điện tắt xong chụp hình của karaoke được không? Là thấy máu dồn lên não rồi. Xong còn nói ơn nghĩa này kia nọ, mới giúp này kia nọ. Trong khi mình bầu bì, ảo giờ là ổng không có bỏ mình ở nhà một mình ban đêm. Mà giờ đó 11 giờ đêm rồi, nên không về. Mà cái cảm giác của mình bầu cái mình cũng hơi bị tiêu cực nữa. Mà con càng nói á, thì càng khó chịu. Khó chịu cái bắt đầu con chửi. Cái con chửi cái bắt đầu cái cũng có men trong người phải không? Chửi phải không? Không về luôn. Ta kêu về tắm mày cái giấy đi vậy, này kia nọ. Rồi đợi xíu, kêu mình lại bằng mày tao luôn. Nãy giờ không kêu, tại con quạo lên con hay mày tao lắm. Mà chỗ này không nha. Ủa này, rồi mày đợi nó đi rồi này kia nọ. Đợi nó tới 2 giờ nó chưa về nữa. Xong cái tới hỏi nó về á, cái nó hỏi sao? Anh à, sao? Trời trời, mày đang nằm ở dưới nệm. Nó đứng rồi nó mở cửa cái gầm vô. Sao? Trời ơi trời, vụ gì nữa vậy con cứu nội. Mày nói trong bụng á, cái tao hỏi sao?
làm gì kia nọ, nó nói cái gì lần qua phải ngày nào cũng đi đâu. Nhưng mà cái là mình khó chịu ở đây á là tại sao hồi xưa giờ không vậy mà tự nhiên giờ vậy. Tại vì mỗi lần mà ai mà gửi đi đâu, bữa tối đi cà phê cũng không có đi luôn. Nó là thôi không có để giỡn nhận mình. Cuối cùng sao? Gây lộn sao? Gây lộn sao rồi anh kể đi. Xong rồi để em kể cho anh kể, anh nói chuyện nó xíu à. Dạ. Xong vậy đó trong bỏ ông đi xuống. Cái mình đi ra trong đêm luôn. Dạ. Con la con không cho ngủ phòng. Kêu biến. Cái xong á, xách xe chạy. Trời ơi con quá trời tức rồi. Xách xe chạy cái con xuống dưới con đóng cửa nhà. Mà đóng cửa nhà lại xong cái con còn tức nữa, con không biết xả vô đâu hết trơn. Con vô con lấy đu, cái lấy búa con đập xe hơi banh hết trơn luôn. Trong khi con đang đập ở đâu chả đảo lại. Đảo lại thấy con đập hiện tiếp. Là đi tiếp. Thấy xong con lên con đập xong con mệt đó, con nằm con buồn buồn. Cái xong cỡ chừng nửa tiếng sau á, con mở camera ra con coi á. Ngồi ở dưới á. Gọi đèn pin nhìn coi xe bị gì. Nhiều khi ổng không tắm như là xe ổng tắm hoài vậy đó. Thương lắm. Thì con biết thương con mới làm vậy, tại giờ mình quá tức rồi. Rồi đã vậy xong cái tới tối cái bà mở cửa cho tôi vô tôi ngủ rồi. Cái mình cũng định mở rồi. Mở đi tôi xuống võng tôi ngủ. Vậy tao khỏi. Ngủ dưới đầu ngủ dưới võng, con ngủ trên lầu. Đâu mở. Xong rồi cái gọi con tắt máy, tắt wifi luôn. Cái đi ra khách sạn kế bên ngủ. Ngủ xong tự nhiên cái sáng thức dậy tỉnh rồi. Nhắn tin cho con như chưa từng có cuộc chia ly nữa chứ. Con ăn gọi cuốn. Tại vì tối xỉn quá đúng không? Xỉn. Thấy cái xe mình vậy rồi lúc đó trong lòng con nghĩ gì? Lúc mà con gặp nó rồi con quýnh nó không hay là sao? Dạ không, nó trời chết rồi trời bể kiến chắn gió bể rồi cái kính chiếu hậu bể rồi bên là mấy cái kiến mà hai bên cửa là đập bể hết luôn không? Vậy với kiến chắn gió đó, trước. Dạ bể hết. Trời con nó chết rồi trời chết rồi. Rồi con mới điện cho vợ con á kêu xin vô nhà mà vào lẽ xin vô ngủ thì nó kỳ quá và con nói thôi mà mở cửa đi tôi xuống võng tôi ngủ. Rồi bởi vì nó trốn ngoài luôn. Không, 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 không. Dạ tại bị nhốt ngoài rồi. Rồi con ngồi đó tới 4-5 giờ sáng lận. Ừ, qua mướn khách sạn ngủ. Thấy chịu hết nổi mũi quá. Ừ. Mướn khách sạn cái bên ngủ. Là ghen nè. Dữ lắm, hay, dữ lắm nha. Ghen mà không kiềm chế phá vỡ tài sản. Đó. Hay ngủ ngáy với chảy nước miếng lắm. Rồi dạ con chỉ có cái ghen đó thôi. Con muốn vợ con thay đổi điều gì nè Hải? Dạ thì con chỉ muốn vợ con kiểu như là suy nghĩ thấu đáo hơn chút. Mà trước khi nóng tính hay làm gì thì suy nghĩ trước sau. Tới con đó Lan. Nó có tật xấu gì không? Nó có lãng mạn không? Lãng mạn thì không. Rồi những như ngày lễ mày. Những ngày đặc biệt của phụ nữ, nó có những hành động gì bất ngờ dành cho con không? Không có luôn. Đã không lãng mạn là lấy gì mà bất ngờ. Không có lãng mạn. Sinh nhật sinh ơi, chúc em tuổi mới nhiều thành công. Rồi có tặng quà gì không? Trời ơi, có lúc mới quen tặng được bông hồng rồi thôi đó. Cái đêm đầu tiên của hai đứa cho đến to tới bây giờ luôn đã tặng được bao nhiêu bó hoa rồi? Hai bó. Một bó là lúc mới quen, lúc sinh nhật mới quen. Cái đợt thứ hai là sinh nhật lần thứ hai. Giờ thứ ba, thứ tư rồi giờ nhiều khi chút nó còn quên. Sao vậy con? Cười kìa. Vợ con nói sao em? Chắc là con bị kẹt về tài chính đúng không? Vợ con nó phái cái đó sao con không tặng cho nó? Dạ tại vì nhiều khi cũng muốn làm bất ngờ này cho vợ mà thấy mình dành tình cảm cho vợ như quá trời nhiều rồi, bởi vì chắc vợ hiểu rồi nên không muốn mấy cái cho nó gọi là ý là con nói thấy kiểu như cảm giống như vậy là nó sáo rỗng đó, đúng không, giống như là nó bị nó màu mè quá. Dạ đúng rồi, màu mè quá. Mà trong khi con là làm mạng xã hội con phải làm màu, còn phải làm màu hơn người bình thường rất là nhiều luôn. Mà cái cha này thường á, con biết không, mấy ông đàn ông á cứ nghĩ là khi mà tặng vợ cái quà hoặc nói những cái lời hoa mỹ á, dạ, thì cảm thấy nó giả nó không có thật với lòng dạ mình á, nhưng mà mấy ông đâu có biết là phụ nữ hả nhiều khi rất là muốn cái đó, cho dù là giả dối xíu cũng được. Nếu mà nói tật xấu thì bớt vô tâm lại xíu, để tâm tới cảm xúc của con nhiều hơn á. Có nghĩa là thêm một chút xíu nữa thì anh sẽ hoàn hảo đó anh ơi. Không chứ là con ghét cái kiểu mà đã nguyên ngày mình làm không có gặp, không có nói chuyện được nhiều rồi có bấm điện thoại chơi game. Trời, không ngồi như vậy là thêm cái tật xấu nữa. Ngủ. Đúng không? Ủa nhưng mà ủa rồi bữa nay vợ con nó thích tặng hoa, hôm nay con có bất ngờ con có hoa biết gì tặng cho vợ không? Cho con vô trong đó một dạ phút đi à. Vô đi em, còn cái này để em flash anh à, anh đi đi. Dạ vậy thôi để con né mặt cho vợ con nói xấu con tiếp. Để hy vọng rằng là để nó không còn nói con vô tâm nữa thì con hãy nhìn ra phía sau đi. Trời ơi, sợ ma quá hả? Trời ơi, trời đất ơi. Đó. Có nói gì không? Dạ, tặng cho vợ có bông. Chúc vợ sức khỏe, công việc luôn phát triển và thương chồng, thương con, hạnh phúc nhiều hơn. Không đồ, không đồ. Cảm ơn anh em. Em sẽ kiểu như bớt nóng tính lại để mà cho vợ chồng mình tốt hơn và sẽ lắng nghe ý kiến của anh nhiều hơn. Mãi yêu anh, mãi yêu anh.
mãi yêu anh. Hôn nó cái đi, trời ơi. Hôn chồng con lắm đó. Hôn nó cái đi, cái gì? Trời. À, đây là cô dâu đang có em bé đúng, đúng rồi. Còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ. Yeah. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. À, một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. À, và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn Gen Z. À, cùng hỏi với em luôn đó chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? À, bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Đó. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi. Dạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang. Thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu vậy. Ừ. Dạ. Rồi, mời cưng. Dạ. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô. Yeah. Chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Vậy á. Nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Yeah. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp cái mà. Rồi tôi mà, trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. Ê, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân, nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Dạ. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Đó. Rồi. Là hình như em chả biết hít đất hay sao á? Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết? Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái rồi. Ý chưa? Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Dạ. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi, thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị... Không, em chưa nghe luôn. Đã... Ủa? Trời, không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Ồ, vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm. Không có dám gặp em. Nó núp núp sau nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Đó. Rồi giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Đầu năm tháng bằng tháng 3. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây dạ, ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau, thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Yeah. Thì bạn có chia sẻ là, vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ
cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Dạ. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư cho anh. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên. Ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào? Và mình phải vượt qua nó như thế nào? Mình có rất là nhiều mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không? Thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi? Thì em tò mò. Nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á. Dạ. Thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên Facebook. Đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em. Là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, nữa đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Với lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bằng được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bằng được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm. Phải kiếm cho bằng được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không. Nhưng vô tình lại hiện anh lên. Lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm. Nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên ảnh đỡ ảnh phải vui vẻ lên rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi về của chồng em. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Tối hôm đó là đúng là ngày Chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên. Nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi.
thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì chị cũng nhắn giống như là chào em rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh thì anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Sau đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng cũng ít chứ không có nhiều thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Đây là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ họ nhìn thấy cái nghị lực của em ấy, thì họ sẽ cần đến em đôi lúc họ cần cái sự động viên thì em cũng thỉnh thoảng check thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài thì mình thấy một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng mà do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh không biết làm sao để tìm anh ấy. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu rồi hiện tại làm công việc gì đó thì đầu tiên là cảm ơn rồi xong mình hỏi đó thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em thì bạn bảo là em ở Nhật Bản thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều thì mình cứ... mời cái về là của về luôn. Dạ thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng ấy. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng quen từ tháng 3 đến tháng 4 rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau á. Em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em tại qua những cái mà cuộc tình trước rồi em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa thì em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể nó sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ dạ thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là anh mới hỏi em là có yêu chưa thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa. Hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người người
chị bạn gái của ảnh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Thì em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy ấy. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen, thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời, thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em, mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ, mẹ không đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa Khánh về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ, em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo, lại sợ hơn nữa. Thì em bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Dạ. Cho đến lúc gặp mẹ thì dạ. Sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Dạ. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Dạ. Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại vì lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà cửa trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy tu. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà
Thương, lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi. Tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, đúng không ạ? Từ mời về nhà làm nhân viên. Em chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn. Rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Là không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám, lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhà. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Dạ, đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó, thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em thì cuối cùng thì gớm con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em nhớ không? Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Phải không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đồ cưới, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như thế. Phúc hậu, hiền hậu vậy đó.
Vậy là em là may mắn. Em biết sao không? Em chắc cũng... là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc của các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi đẹp quá, mối tình này đẹp quá, không, không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, các bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Thì bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé, cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Là rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được thì ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa, nó có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng. Đúng rồi. Và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó tật xấu đó. Xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Là, chị là chị đi. Đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn, đủ giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia, anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó, thì không đầy quá đi. Đang trời lạc đề luôn. Đang là phần kia. Nha, cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Quên, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc.
Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu em không có chịu thôi. Em ép buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về làm vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc bất thường bị đau bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị đi co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang sống mà khóc. Ra thì rồi em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình rồi bây giờ có vợ có con nữa mình cũng lo nhiều hơn. Nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ? Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Mà bây giờ là thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, hay là em có làm không? Nhưng mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm mà cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ nên sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng và buồn á. Mình cũng giống như là cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thật ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn.
Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng format là mình sẽ bị khiển trách rầy la. Cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó nói với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi, dạ. Phải chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang ngồi bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì, có là sự chuẩn bị luôn đấy. À, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ phải gì, hay chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi chương trình này sao. Ý là cái phần đã nhất luôn á, yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi, yeah. Em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô live, yeah, phụ, yeah. Mình thì có hợp không, yeah. Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Chịu không nổi, yeah. Đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Yeah. Không chịu đựng nổi được, yeah, áp, yeah, lực của comment. Dạ. Yeah. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Yeah. Nhẹ. Nhưng mà giờ sao luôn? À? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con nữa, em cũng muốn là vợ, đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt, nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu. Kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy. Không chịu đâu. Không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Thấy anh đi làm một mình, thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà một mình. Như vậy cứ mệt cũng vẫn cứ đi theo vợ. Với lại chị, em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bả nữa đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặng đâu, phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích đó, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, sức khỏe bình an ha. Rồi mẹ tròn con vuông, đã biết trai em gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó. Điểm chúc, em chúc cho nó luôn, năm sau chúc cái này chơi, chúc trước luôn đi, chúc trước thôi, hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó xong đi rồi bắt đầu mình chúc đó, đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Yeah.